đến với video bonus ngày hôm nay của Mimin Tarot. Và video bonus ngày hôm nay của mình ấy thì với chủ đề đấy chính là ngắt kết nối, họ có suy nghĩ và cái đúng như cái hành động tiếp theo của họ ấy sẽ như thế nào nhá. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Hãy giúp mình chọn một cái tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất ở đây để xem là ngắt kết nối thì suy nghĩ và cái một là suy nghĩ này, hai nữa là cái có thể là cái hành động tiếp theo mà họ làm với bạn ấy là gì nha. 1, 2, 3. Mình sẽ cho các bạn một chút thời gian để các bạn lựa chọn. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 nha. Các bạn đến với số 1 và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi là ngắt kết nối, họ có suy nghĩ và hành động tiếp theo của họ như thế nào? Thì thật ra là cái người này hiện tại họ đang ở trong một cái tình trạng là tiến thoái lưỡng nan, kiểu giống như là khá là bế tắc ấy. Đôi lúc họ cũng có một cái chút gì đấy muốn, mong muốn là muốn nhắn tin cho bạn, hoặc là muốn hỏi thăm bạn, hoặc là muốn tò mò về cái cuộc sống của bạn. Thế nhưng mà cái sự tò mò đấy, hoặc là cái sự mong muốn nhắn tin đấy, nó không đủ nhiều, cho nên thành ra là họ không có làm. Và cái người này mình thấy rằng là hiện tại họ đang khá là low key, kiểu hướng nội về bên trong ấy mọi người. Họ khá là kiểu giống như là sống khép kín, hoặc là những cái gì mà họ bày ra bên ngoài ấy, nó không giống với những gì mà bên trong họ đang cảm nhận đâu. Cái người này họ có cảm thấy giống như là cảm thấy có một cái chút gì đấy nó buồn, và có một cái chút gì đấy giống như là không biết là mình nên làm gì trong cái tình huống này đây. Mình nhắn tin hỏi thăm hay là thôi nhỉ, kiểu như vậy đó. Nhưng mà như mình thấy rằng là đây chỉ là những cái cảm giác nó còn vương vấn lại một chút thôi, như mình nói, một chút thôi. Còn đâu cái người này, họ đã bắt đầu có suy nghĩ về việc là họ cần phải sống lạc quan hơn, suy nghĩ mọi thứ theo một cái chiều hướng, một cái yếu tố, một cái gọi là một cái chiều hướng nó lạc quan hơn, nó tốt hơn. Và có thể nhiều khả năng họ sẽ đưa ra quyết định là họ sẽ chọn cho mình một cái lựa chọn mới. Nếu như bạn hy vọng họ sẽ quay lại nói chuyện hoặc là gì đấy với bạn ấy, thì khả năng này rất là thấp. Bởi vì cái người này càng về sau nhá, càng thêm một thời gian nữa nhá, thì họ càng có suy nghĩ là họ sẽ đi tìm kiếm những thứ mới mẻ hơn, lựa chọn những cái lựa chọn mới trong cuộc sống thay vì quay về với cái lựa chọn cũ. Chỉ là thời điểm này người ta vẫn còn hăng hơi lấn cấn thôi các bạn ạ. Đó, các bạn có thể hiểu là giống như là nó không thể hết ngay được, tức là cái cảm xúc quay bước ra khỏi cuộc đời các bạn, hoặc là ngắt kết nối với các bạn ấy, hay là cái cảm xúc dành cho bạn ấy, nó không thể hết ngay trong một ngày một, ngày hai được, mà người này sẽ mỗi ngày họ hết một ít, mỗi ngày họ hết từ từ cho đến khi mà cái sự lưu luyến đó hoặc là cái sự suy nghĩ đó ấy, nó dần dần hết, thì họ sẽ toàn tâm toàn ý với một cái lựa chọn mới ở đây đó. Và bản thân cái người này họ đang quay về với cái bên trong để họ hiểu thực sự là họ đang cần và muốn cái điều gì ở trong những cái thứ mà họ đang tìm kiếm ở đây. Và bạn liệu có thứ mà họ cần tìm hay không? Và nếu như bạn không có thì họ sẽ say no thôi, họ sẽ không liên lạc hay là gì đấy với các bạn đâu, mà sẽ tập trung vào cái con đường mới, cái lựa chọn mới mà họ sẽ theo đuổi trong cái thời điểm tiếp theo cơ. Thế nhá, thì đấy là số 1 ạ. Dần với số 2, ngắt kết nối, họ suy nghĩ và có hành động gì tiếp theo với các bạn? Thì cái người này thật ra họ cảm thấy khá là thất vọng với những thứ diễn ra trong cái mối quan hệ giữa bạn và họ. Có thể là họ cảm thấy cái mối quan hệ này có khá là nhiều những cái điều độc hại, và họ cảm thấy nếu như họ tiếp tục trong cái mối quan hệ này, họ sẽ không thể chịu đựng được tiếp. Và cái người này họ cũng đang ở trong một cái giai đoạn là suy nghĩ rất là nhiều, bối rối rất là nhiều ở đây, không biết là mình nên làm gì. Và đồng thời là họ kiểu giống như là họ đang, nói chung là cũng có thể nói là họ đang có một cái nỗi sợ hãi đối với bạn, đối với cái mối quan hệ này. Mình không biết là giữa hai người đã cãi nhau, chửi bới nhau, hoặc xúc phạm, thóa mạ, miệt thị, hoặc thậm chí là có những sự lạm dụng gì tâm lý hay thể xác hay gì đấy với nhau kinh khủng đến cỡ nào mà để cho cái người này họ cảm thấy thất vọng và hoảng sợ đến mức độ như vậy. Đó, đôi khi có thể chính bản thân bạn cũng không cảm nhận và cũng không hiểu được điều này. Có thể là bạn không nghĩ rằng là những lời mà bạn nói ra lại gây tổn hại và tổn thương đến họ rất là nhiều, hoặc là họ cũng không nghĩ được là họ đã làm những cái điều tương tự như thế với các bạn. Tức là giống như cái câu chuyện này nó chưa được, tức là hai người, có thể là ở phía cả hai người hoặc kể cả ở phía họ đi, họ chưa có một cái suy nghĩ rõ ràng về việc là tại sao mọi thứ diễn ra như vậy. Đó, lỗi ở đây là đâu? Đó, mà họ đang cảm thấy là muốn thoát khỏi cái cảm giác độc hại, cái cảm giác mệt mỏi, khó chịu, và kiểu giống như là đôi khi đó là sự xiềng xích, đó là sự ràng buộc, đó là sự kiểm soát từ phía hai bên chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là cái mối quan hệ này để có thể cứu vãn được thì mình nói rằng là rất là khó. Cái khả năng hầu như là không luôn á. Bởi vì cái người này họ đang
có thể có xu hướng ấy là để lấp được vào cái nỗi đau của họ ấy. Họ có xu hướng sẽ đi tìm kiếm những cái mối quan hệ khác. Họ có thể là sẽ tán tỉnh này, đi yêu hay là đi nảy sinh tình cảm với những cái người khác. Họ hy vọng rằng họ có thể là do cái cách nhìn nhận vấn đề của họ ấy, nó hơi có vấn đề một chút ở đây, là họ chọn cái cách ấy là tìm cái tình yêu khác để lấp vào những thứ mà họ đang tổn thương. Đó, tìm những thứ mới mẻ để lấp vào những thứ mà họ đang tổn thương, họ đang sợ hãi, kiểu như vậy. Nhưng người khác nha thì họ sẽ sau khi chúng ta tổn thương bởi một mối quan hệ đúng không? Chúng ta sẽ dành thời gian chúng ta chữa lành nó, chúng ta sẽ tìm được cái lý do thực sự bên trong nó là cái gì đúng không? Nhưng mà không, cái người này mình cảm thấy họ bắt đầu comeback lại với cái thị trường hẹn hò rồi. Tức là họ bắt đầu giao bán họ là cái người độc thân và họ kiểu giống như là ai mùa đông đến rồi đấy, kiểu kiểu thế, hãy đến đây và kiểu nắm tay này khác các thứ đó. Cái người này họ đang làm đủ mọi cách để giống như là một là để thoát ra được khỏi những cái suy nghĩ, những cái thứ ám ảnh họ trong cái mối quan hệ đối với bạn đó. Và một trong những cái cách mà họ làm ở đây á, đó chính là họ muốn tìm kiếm những cái mối quan hệ mới, có thể là bắt đầu tình yêu với những cái người này người kia, nhưng mình không có chắc là những cái mối quan hệ đấy của họ ấy sẽ có thể bền vững được đâu, bởi vì mình cảm nhận người này đang chọn sai cách để xử lý vấn đề bên trong cái mối quan hệ giữa bạn và họ. Nhưng mà chúng ta cũng chẳng thể làm gì được ha, bởi vì là mỗi người có một cái hành trình khác nhau, mỗi người có một lựa chọn khác nhau, cách sống khác nhau. Bạn cũng không thể nói cho họ hiểu đâu, vì họ không hiểu đâu, họ cũng không muốn bạn hiểu, không cần bạn hiểu. Và có thể bây giờ khi bạn mở lời nói trước với họ, họ sẽ nhìn bạn với một cái thái độ là sợ hãi. Nên thôi, tốt nhất là đường ai nấy đi đi, việc ai người đấy giải quyết thôi ha. Thì đấy là số 2 ạ. Tân với số 3, ngắt kết nối, họ có suy nghĩ và sẽ hành động điều gì với bạn. Thì đối với tụ bài số 3 này, mình thấy là nói thẳng luôn, người này rất là buồn. Rất là buồn vì cái sự ngắt kết nối này, rất là buồn. Mình còn có một cảm nhận là bạn là người chủ động ngắt kết nối. Người này rất là buồn và họ không muốn cái chuyện này xảy ra một chút nào. Nhưng mà có thể là bởi vì giữa hai người có một cái khoảng cách nào đó về mặt địa lý, hoặc là người này là người nước ngoài, hoặc là hai người ở xa, hoặc là họ đang phải đi công tác, hoặc bạn đang phải đi công tác, nên là thành ra ấy, hai người không có được gặp nhau để mà giải quyết vấn đề ở đây. Và đấy là cái rào cản lớn nhất trong mối quan hệ của cả hai người. Thì mình thấy rằng là cái người này thì tính cách của họ là rất là trưởng thành rồi, và khi mà họ quyết định hay làm bất kỳ một cái điều gì đấy là đều có lý do của họ hết. Họ không phải cái kiểu dạng người bộc chộp hay là ngày hôm nay thế này ngày mai lại thay đổi đâu, không. Họ đã quyết là họ sẽ làm, kiểu kiểu như vậy đó. Và nếu như mà họ đã thích thì họ cũng sẽ trung thành. Thì mình thấy là cái người này như mình nói rồi đấy, là rất là buồn vì cái chuyện này nó xảy ra. Họ giống như là họ chẳng thể làm được cái công việc gì hết á. Họ không có tâm trí để làm gì hết. Cái điều mà họ mong muốn ngay lúc này đấy chính là muốn làm hòa với bạn, muốn có một cái sự thỏa hiệp, hoặc là đưa ra được một cái phương án nào đó để có thể giữ được cái mối quan hệ này. Thì ở đây chúng ta có lá compromise, thì mình thấy là nhiều khả năng họ sẽ liên lạc, hoặc là sắp tới đây hai người sẽ có một cái sự làm hòa gì đấy với nhau. Hoặc là thậm chí cái người này chưa từng ngắt liên lạc với bạn, mà ngày nào họ vẫn nhắn đấy, họ vẫn nhắn, họ vẫn quan tâm, hoặc là vẫn cập nhật tình hình. Chỉ có điều cái người mà không nói chuyện ở đây là có khi là về phía bạn thôi. Thì nhớ là đây là trải bài hai chiều nên cũng có thể là đang mô tả với các bạn nha. Nhưng mình thấy là sẽ có một cái sự thỏa hiệp nào đó ở đây trong cái mối quan hệ này. Và nó giống như là mối quan hệ nó chưa dừng lại ở đây đâu, nó sẽ vẫn cứ tiếp tục. Đây chỉ là một dấu lặng thôi, một bài học nhỏ thôi, một cái thử thách nhỏ thôi mà các bạn sẽ phải đối diện với nhau, cùng nhau giải quyết và giống như là thoát ra được khỏi vấn đề nha. Nhưng đồng thời ở đây thì mình cũng có một cảm nhận là cũng đã đến lúc cái mối quan hệ này cần có những cái bước lột xác, những cái bước thay đổi lớn rồi. Các bạn không thể nào mà ngày nào mỗi một lần chúng các bạn giận nhau hoặc là có một như thế nào đó là các bạn lại rơi vào tình trạng ngắt kết nối như này được. Nếu như các bạn đã quyết định đến với nhau, hãy cùng nhau ngồi xuống giải quyết. Vì mình thấy cái người này cũng rất là đứng đắn và tử tế, họ cũng rất là thẳng thắn thôi, họ không phải là kiểu người trốn tránh hay gì hết đâu. Bạn cứ thoải mái từ từ mà giải quyết đối với họ nha. Thì đấy là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like đăng ký kênh của mình nhá. Bye.